Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn, nếu như những người lính Trường Sa thường ví đảo Trường Sa lớn như một thủ đô của quần đảo Trường Sa, thì đảo Đá Tây lại là thành phố của những đảo chìm. Vậy lý do vì sao lại có tên gọi này, cũng như là thực thể này có gì đặc biệt? Tất cả sẽ được tin mới giải đáp ngay trong video dưới đây. Điều kiện tự nhiên. Đầu tiên là về điều kiện tự nhiên của thực thể này. Theo đó, Đá Tây là một dạng san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Hiện Việt Nam chúng ta đang quản lý thực thể này như một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, Đá Tây cùng với đá Đông, đá Châu Viên và dạng san hô chứa đảo Trường Sa Đông hợp thành cụm đá ngầm mà các nhà hàng hải quốc tế thường gọi là cụm dạng London. Có thể nói đảo Đá Tây có vị trí chiến lược rất quan trọng về cả kinh tế lẫn quốc phòng, là nơi có điều kiện khai thác và nuôi trồng hải sản lý tưởng, cũng như là điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển hiện nay. Vị trí địa lý, Đá Tây nằm cách bán đảo Cam Ranh khoảng 460 km về phía đông nam, cách đá chữ thập, thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép khoảng 100 km về phía tây nam, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 36 km về phía đông bắc, cách đá đông khoảng 33 km về phía tây và chỉ cách đảo Trường Sa đông khoảng 10 km về phía tây nam. Trải dài theo hướng tây bắc đông nam, Đá Tây có chiều dài khoảng 10 km và chiều rộng lớn nhất khoảng 5,7 km, còn tổng diện tích của Đá Tây vào khoảng 37 km vuông, tương đương 3.700 hecta. Về bản chất thì Đá Tây là một dạng san hô không khép kín, với thềm san hô bị gián đoạn ở cả bốn phía nên có thể chia Đá Tây thành bốn bãi riêng biệt. Giới hạn ngăn cách giữa các bãi là những luồng nước dẫn vào hồ. Độ cao trung bình của bãi đá này vào khoảng 0,2 đến 0,3 mét so với mực nước biển. Ở phía đông của Đá Tây có một bãi cát nổi lên khi thủy triều xuống thấp, với độ cao cao nhất đạt khoảng 0,7 mét. Tại bãi cát này, công binh, hải quân cũng đã xây dựng nhà lâu bền. Và cũng giống như những đảo đá khác, thềm san hô của đá này được hình thành bởi hoạt động phun trào của các ngọn núi lửa ngầm nằm dưới đáy biển từ hàng trăm triệu năm trước. Khi dung nham núi lửa phun trào lên tới mực nước biển thì dừng lại và tạo thành một bãi đá ngầm. Do hình thành từ sự phun trào của các núi lửa dưới đáy biển nên cấu tạo của các dải san hô thường là hình bầu dục, có vành đai ở phía ngoài cao, ở giữa lõm tạo thành hồ sâu từ vài chục tới cả trăm mét. Các hồ này trở thành nơi trú ẩn tự nhiên rất an toàn và thuận lợi cho các tàu bè và tránh trú khi gặp bão gió. Đối với Đá Tây thì lòng hồ có chiều dài khoảng 6 km, chiều rộng khoảng 3,5 km và có diện tích vào khoảng 14 km vuông. Mặc dù hồ này có độ sâu không đồng đều với độ sâu dao động từ 18 đến 35 m, nhưng nó lại rất thuận tiện cho việc neo đậu tàu thuyền để vào tránh trú bão, cũng như là có tiềm năng thích hợp để quy hoạch trở thành khu nuôi trồng thủy sản xa bờ, đem lại lợi ích to lớn về mặt kinh tế trong tương lai. Giống với đá Tốc Than, Phòng Bảo đảm Hàng hải Quân chủng Hải quân cũng đã phải thả 2 phao đánh dấu luồng vào ở phía đông và 3 phao buộc tàu mỗi phao nặng 2 tấn vào trong lòng hồ Đá Tây. Về thời tiết, ở Đá Tây cơ bản chỉ có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa, trong đó mùa khô kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4, còn mùa mưa thì kéo dài từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, dao động từ 26 đến 30 độ C, còn độ ẩm trung bình hàng năm từ 76 cho đến 80%. Việc độ ẩm cao và mang theo nhiều sương muối khiến cho nhiệm vụ đóng quân của các chiến sĩ tại đảo gặp khá khó khăn. Nó làm cho trang bị vũ khí và khí tài nhanh chóng xuống cấp, cũng như là lương thực thực phẩm nhanh chóng bị hư hỏng. Mỗi năm ở đây có tới hơn 130 ngày có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, với đặc điểm là gió đông bắc thổi từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau và gió mùa tây nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10. Tháng 4 là tháng ít có gió mạnh nhất bởi đây là thời điểm chuyển tiếp từ gió mùa đông bắc sang gió mùa tây nam. Còn từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm thường có bão đi qua khu vực đảo gây khó khăn cho tàu neo đậu và làm nhiệm vụ tại đảo. Quá trình xây dựng. Quá trình xây dựng Đá Tây như một thành phố như hiện nay, ngày 25 tháng 10 năm 1987, Tư lệnh Quân chủng Hải quân lệnh cho Bộ Chỉ huy Vùng 4 Hải quân nhanh chóng tổ chức lực lượng ra đóng giữ các đảo Tiên Nữ, đảo Đá Lớn, đảo Đá Tây và đá Chữ Thập. Vùng 4 Hải quân sau đó đã bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, song vào lúc này thì thời tiết cuối năm gió mùa, sóng lớn, phương tiện của ta nhỏ bé, chất lượng kỹ thuật không đảm bảo. Hơn nữa các đảo đá này là những bãi đá ngầm, ta chưa chuẩn bị kịp các trang bị và phương tiện để tổ chức cho bộ đội đóng giữ, ăn ở, sinh hoạt và chiến đấu, nên kế hoạch đóng giữ 4 đảo này chưa thực hiện được. Tới ngày 28 tháng 10 năm 1987, tàu 613 do đồng chí Nguyễn Trung Cảng chỉ huy đã đưa một phân đội chiến đấu thuộc lữ đoàn 146 và một trung đội công binh đóng giữ đảo Đá Tây. Nhưng do sóng to, gió lớn, gặp khó khăn trong việc xây dựng công sự, chốt giữ, nên sau một thời gian thì tàu 613 đã chở bộ đội trở về lại Cam Ranh. Ngày 6 tháng 11 năm 1987, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó là Đại tướng Lê Đức Anh đã ra mệnh lệnh bảo vệ quần đảo Trường Sa và giao cho quân chủng hải quân đưa lực lượng ra đóng giữ các bãi đá cạn chưa có người. Không chờ chỉ thị cấp trên chấp hành mệnh lệnh thì ngày 2 tháng 12 năm 1987, tàu HQ-604 thuộc lữ đoàn 125 đã đưa các lực lượng hải quân đánh bộ và công binh cùng vật liệu để xây dựng nhà cấp 3 để đóng giữ Đá Tây. Sau một thời gian lao động khẩn trương, các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành khu nhà ở và nhà trực canh gác. Sau đó, các đơn vị chốt giữ Đá Tây lập tức tổ chức canh gác và bảo vệ đảo. Do địa hình đặc thù cho nên Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại 3 điểm trên Đá Tây, được đặt tên là Đá Tây A, Đá Tây B và Đá Tây C. 3 điểm này cách nhau từ 3 đến 7 km. Với việc triển khai lực lượng đóng giữ tại 3 điểm trên Đá Tây, có thể nói là Việt Nam chúng ta đã xây dựng được thế trận quốc phòng liên hoàn vững chắc tại đảo Đá Tây. Đối với Đá Tây A thì đây là điểm đảo được ta chú trọng bồi đắp nhất ở Đá Tây. Đến năm 2005, ngoài hai tòa nhà lâu bền là nơi đóng quân của lực lượng hải quân xây dựng ở đây thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khánh thành trung tâm dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây cách điểm đóng quân khoảng 230 m về phía bắc nhằm cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá như là nước ngọt, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu sửa chữa, cứu hộ tàu thuyền gặp nạn, sơ cấp cứu cho ngư dân bị tai nạn khi khai thác hải sản thuộc vùng biển Trường Sa. Bên cạnh hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông còn thu mua hải sản cho ngư dân, tạo điều kiện để bà con bám biển dài ngày, làm giảm chi phí, tăng thu nhập cho từng chuyến ra khơi. Bên cạnh đó, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá còn triển khai kế hoạch vận hành và khai thác nhà máy sản xuất nước đá để cấp đá cho cây, cho tàu của ngư dân đánh bắt trên biển dài ngày, cũng như là kho đông, kho lạnh. Đặc biệt, tới đây, trung tâm cũng triển khai thực hiện nhiều mô hình thí điểm nuôi thủy sản với nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao như là cá chim trắng, cá chẽm, cá mú và có triển vọng mở rộng quy mô đại trà phục vụ xuất khẩu. Cùng với lực lượng hải quân thì cán bộ nhân viên của Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá còn có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và cứu hộ, cứu nạn, cũng như là động viên ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững môi trường hòa bình trên biển, đồng thời khẳng định chủ quyền của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa. Đến cuối năm 2011, đầu năm 2012, ta tiếp tục xây dựng thêm một nhà văn hóa đa năng ở điểm đóng quân của Đá Tây A và cả 3 tòa nhà này đều được kết nối lại với nhau bằng bê tông. Không dừng lại ở đó, năm 2013, công binh hải quân đã bắt đầu tiến hành bồi đắp và nâng cấp Đá Tây A, biến đảo đá này trở thành một thành phố đảo chìm với trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá là trung tâm của thành phố. Tới năm 2017, thì hoạt động bồi đắp gần như đã hoàn thiện. Nó bao gồm một âu tàu rộng khoảng 16,5 ha, có thể tiếp nhận cùng lúc hơn 200 tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão và sử dụng dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo. Toàn bộ đá san hô nạo vét từ âu tàu thì được sử dụng để bồi đắp thành một đảo nhân tạo có diện tích khoảng 9,5 ha với chiều dài của đảo vào khoảng 650 m và chiều rộng vào khoảng 200 m. Trong năm 2020, ta tiếp tục bồi đắp thêm ở phía bắc của đảo nhân tạo, nhưng từ năm 2021 đến nay thì phần bồi đắp thêm này không có gì thay đổi, ngoài 1,5 ha đang bồi đắp dang dở và hiện đảo nhân tạo được mở rộng lên thành 11 ha. Ngoài trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và là nơi đóng quân của lực lượng hải quân cũng như là bộ đội biên phòng, thì trên đảo nhân tạo này còn có nhiều công trình xây dựng khác, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và phía tây của đảo. Chẳng hạn như là hai nhà tránh trú bão với sức chứa 2.000 người, trung tâm y tế để hỗ trợ ngư dân và các chiến sĩ ở đây khi cần thiết. Ngoài ra, trên đảo Đá Tây A còn có nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam được xây dựng vào năm 2019. Vừa qua, chùa Đá Tây A cũng đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam khánh thành trên đảo.
các con đường dẫn vào đảo cũng như là các công trình này đều được bê tông hóa vô cùng sạch đẹp. Xung quanh đảo thì được trồng rất nhiều cây xanh để tạo cảnh quan, cũng như là che chắn gió và hơi mặn của biển. Nằm cách đảo Đá Tây A khoảng 7 km về phía tây nam là đảo Đá Tây B, với tổ hợp hai nhà lâu bền và một nhà văn hóa đa năng được kết nối với nhau bằng hai cây cầu bê tông. Được biết là công trình nhà văn hóa đa năng ở Đá Tây B do ngân hàng MB đầu tư xây dựng với số tiền 25 tỷ đồng, khởi công từ ngày 22 tháng 5 năm 2012 và hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2013. Cách đó khoảng 65 mét về phía tây thì công ty Bảo đảm Hàng hải Việt Nam đã xây dựng một ngọn hải đăng vào ngày 21 tháng 6 năm 1994. Hải đăng Đá Tây có thân màu xám sẫm với chiều cao tâm sáng là 22 mét và chu kỳ chớp của ngọn đèn này là 10 giây. Có thể nói công trình này góp phần đảm bảo an ninh hàng hải, giúp các tàu thuyền qua lại có thể tránh đâm va vào các bãi đá ngầm. Còn Đá Tây C nằm về phía bắc của bãi san hô. Trước năm 2011 ở đây chỉ có một nhà lâu bền, nhưng năm 2012 nó đã được xây dựng thêm một nhà văn hóa đa năng, kết nối lại với nhau bằng cầu bê tông. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và đồng bào cả nước, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ tại đảo Đá Tây đã từng bước được nâng cao hơn. Vào năm 2019, dự án sản xuất phát triển một số giống cây trồng vật nuôi ở quần đảo Trường Sa do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thực hiện đã góp phần hỗ trợ bộ đội và nhân dân trên một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có Đá Tây. Theo đó, điều cơ bản khi trồng được rau xanh tại quần đảo Trường Sa để có năng suất là phải có nhà màng, giá thể trồng và tưới nước. Đặc biệt là trong mùa gió mặn, không có nhà màng và nước tưới thì gần như không có rau xanh. Theo dự án, sau khi xây dựng nhà màng trồng rau tại Đá Tây thì sẽ xây dựng bể ngầm ngay dưới nền nhà trồng rau để thu gom toàn bộ nước mưa tại các mái nhà và đường bê tông để dự trữ, phục vụ cho việc tưới rau và chăn nuôi. Dự án góp phần cho bộ đội và nhân dân trên đảo sản xuất tự túc được rau xanh ngay tại chỗ, giúp bữa ăn của nhân dân và cán bộ chiến sĩ thêm ngon hơn, đảm bảo sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, mô hình chăn nuôi vịt biển trong dự án nhằm cung cấp giống vịt biển để cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo nuôi để lấy trứng và thịt cũng đã được triển khai. Bên cạnh đó, tại Đá Tây A, mặc dù điều kiện khó khăn nhưng với quyết tâm thì cán bộ chiến sĩ đã cải tạo được đá san hô để trồng một số loại cây xanh, làm cho đảo ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Hệ thống cây xanh trên các đảo nổi chủ yếu là cây chịu gió mặn như là cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông và cây tra. Bên cạnh việc triển khai trồng hàng cây xanh các loại, các cán bộ chiến sĩ còn lắp đặt hoàn thiện các thiết bị để chăm sóc cây xanh, bao gồm hệ thống tưới nước nhỏ giọt và châm phân bón. Trong thời gian qua, nhờ được đầu tư trang bị hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, máy lọc nước biển và bể nước ngọt đã góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ tại đây. Tại các điểm đảo cũng được trang bị TV, trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam. Hệ thống karaoke kỹ thuật số hiện đại cũng đã giúp các cán bộ chiến sĩ trên đảo có những giờ phút giải trí sau những giờ làm việc. Ngoài ra, còn có các tủ sách báo với gần 1.000 đầu sách và trên 20 đầu báo các loại giúp các cán bộ chiến sĩ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin quan trọng trong nước và quốc tế, cùng một tủ sách pháp luật. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, các cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Tây luôn đoàn kết chặt chẽ với các lực lượng làm chủ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ bảo vệ canh giữ chủ quyền biển đảo, các cán bộ chiến sĩ trên đảo còn làm tốt công tác dân vận, khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân, hỗ trợ nước ngọt và một số nhu yếu phẩm vào thời điểm sóng gió khi tàu cá của bà con ngư dân vào đảo. Được biết, trung tâm y tế trên đảo đã khám và điều trị cho 1.581 trường hợp, trong đó có hơn 1.200 lượt ngư dân. Và đó là tất cả thông tin về Đá Tây. Nếu các bạn muốn địa điểm nào được khám phá kế tiếp thì hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.